Hôm nay bên trung tâm cây giống thì vườn mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo nè. Vườn này thì bên Ly sẽ hỗ trợ kỹ thuật làm trái, quy trình người sơ đen nè, cũng giống như là nuôi trái, và đồng thời có hợp đồng với chủ vườn là thu mua lại trái luôn nha. Vườn này thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống. Hôm nay là xuống trái, xuống trái hết rồi nè, đang bao trái nha. Xịt người sơ đen rồi, xịt sâu luôn rồi, đang xịt bên kia đó, đang xịt tới tháng 3. Bao hết chưa cô? Sáng giờ bao được nhiêu trái rồi? Dạ. Giờ không nhớ nha. Cây được 3 4 trái đều không cô? Cũng được, cũng ngon lắm mà đều sâu nhiều lắm đó toàn. Sâu. Bữa nay xịt đó hả? Dạ đang xịt sâu. Sâu nhiều hôm qua cô nói cho Nam biết là không, con thấy sâu hơn nhiều. Dạ đúng rồi. Nay cho xịt sâu rồi ba. Mít cũng thấy thương lắm. Cái khu này bao xong rồi chuẩn bị qua clip bên kia. Có cái thang ở trong kìa. Có không? Lấy cái thang, có cái thang đứng bắt lên chổi hả? Sáng giờ cô nó phải có cái thang ngon lắm. Có hai cái thang chổng mua rồi chổng á. Cần mấy thước cây vậy? Có phải 8 cây à, ngon lắm. Vô luôn á. Vậy lỡ rồi mai lấy ra để cho nó đâu. Đó, ở trong ngày không giảm á. Vậy hả? Dạ, vậy mai cô kinh nha. Mai cô kinh đi. Cô mua sẵn rồi đó. Rồi mai giờ nói để gặp Toàn kêu nó làm để hai cái thang. Dạ. Ẩm biết sao. Có rồi. Ai tới thì leo lên khoảng này. Cô hơi ấy, cái cô cầm cái ghế này bắt leo lên nè. Dạ. Rồi có lên kiểm tra thử cô thấy cô còn vậy rồi ra sao không? Đó, thấy rồi, mới trái cao cao, chưa không? Đây, để sắp tới miếng. Ví dụ như cái gì mà không hài lòng thì nói cho mấy cô sửa lại nha. Thì cứ bỏ cái đó lại vậy đó. Rồi mấy cái bao cũ đó cô lụm luôn nha. Lụm luôn, rồi bắt cái bẫy, cái kêu mấy con. Trái đây. Chèo cái con ấy, chừng nào gì chèo cái con ngồi cô cầm. Ừ, nó vụ mấy cắt cây hôm qua Toàn. Úc không có máy. Không có máy. Mít ruột đỏ sơ vàng là cây giống rất là dễ trồng nha bà con. Và đang được xuất khẩu giá cao được. Và đặc biệt kinh tế rất là cao. Giá thu hôm nay là 92.000 trên 1 kg. Tuần trước là trên 100.000 luôn nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nào mà nghe được đợt này mà có trái bán là vô giá rất là tốt. Vô tiền một phút luôn. 100.000 trên 1 kg, một trái 10 kg là thấy 1 triệu rồi. Mà khu vườn của mình mà nhiều cây, nhiều trái quá không được. Thì cũng rất là nhiều tiền. Dạ cũng được. Cũng chung ban ngày luôn nè. Dạ. Rồi. Rồi chừng nào giống mương được cho hay nha. Dạ. Rồi đi xích vô trong xem mà. Chung cá. Dạ, thì có điện cô 2 phút không được rồi con điện chú ba. Bị mát cô hư. Đó đèn bầu trời. Muốn điện ai cũng không dám điện, điện sợ giữ cũng tắt nha. Rồi nó bao đi về ok đó. Mình đó có trái nó xấu quá không tiện nha, và đó cuốn hai trái kìa. Lá nó bên đây tiễn rồi, nó phóng lên luôn đi, phóng lên cắt cái đó luôn đi. Để cho mấy cô bao luôn. Cắt cái một vừa trái hai. Cái này là để 5 trái. Mùa này là đẹp hơn mùa đầu ha. Mùa đầu cô cũng cầm mấy trái bảo. Dạ. Mùa 2 thì nó trái nó mít ruột đỏ này mùa 2 lúc nào nó cũng đẹp hơn mùa 1 hết. Trong mùa vụ đầu tiên của anh ba phải không? Trái nào nó cũng có một sập đường xuống vậy nè. Trái nào cũng như nhau hết, mình sao lớn rồi nó hiếp lại nha. Hiếp lại, đúng rồi. Hiếp lại. Đợt này thì nó ít, cũng có nhưng mà một cái trái à. Cô chứ ví dụ bao ngày mai mà lỡ thiếu bao nha, trả vô không kịp á thì cô cho mấy chú mấy cô mấy cái nhánh này nè, đặt xuống vô con nhà phải nha. Rồi chặt ra chặt ngang cái chớm đấy ha. Dạ ngay rồi vậy mà ngay xuống con mai cô biết mình cô đem ra rồi đó, y chang vậy đó. Rồi ví dụ như cậu bao rồi đây ha bà con, đó đi vườn mít vườn đó sơ vàng, cây này là được 26 tháng tuổi rồi.
ở Sơ Vàng nha. Anh chị này chúng ta quan tâm cần mua giống hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc là cần bán trái thì cứ việc alo ha, Pally chuyên về mít ruột đỏ nha, từ A tới Z luôn. Anh chị này cần thì hút ớ ngay theo hai số hotline hiện trên màn hình nha.